ghê quá ta. Chắc chui đó lên không? Tội nghiệp ha. Trời ơi xuống vậy ta. Mèo đẹp quá trời luôn mà. Đừng nó không là chui dưới đây nha. Đừng mà nó sợ. Cái gì ngứa vậy đó trời. Có, tụi mình có người lạ đó mà muốn giống dẻo gì đó. Có biết. Biết. Chui nó kẹt rồi có biết. Chết mẹ nhỏ. Quay con quay sát nữa, quay gần á. Từ muốn làm quen. Ba đăng để lên liền đó ba. Rồi. Ôi bị thương tùm lum chết mẹ nhỏ dưới luôn hả? Ờ không phải, nó không có tuốt xuống đâu. Nhảy lên được cơ. Nó không có điệp đâu. Lát về lấy xe chạy đây cái mở hộp đồ ăn cho nó ăn. Để trên này nè. Nó sợ, nó trốn ở dưới kìa. Ồ thương vậy ta. Nó không có đi đâu, nó đứng ở dưới con kìa. Con lại quay gần gần coi có thấy nó không. Ở đâu vậy? À. Thương quá vậy. Bữa nào nãy đi mấy con rồi đó. Ta nói hả? Ừ. Mà có chủ không? Không ai nói đâu. Ôi đất ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Hồi đó mình thích mèo trắng vậy đó, trắng tươi vậy luôn á. Trắng như đen, thích trắng là trắng luôn vậy đó. Con này là trắng tươi luôn á, mà lông xù nữa. Dạ. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Con thích mấy mèo này nè. Để lát là về xách xe mình lại đây mình cho nó ăn. Không biết. Ô, xe sợ hả? Cái đó còn cái tiếng đó. Nghe cái đít nó bị thương nữa. Ừ. Con gì cắn gì á. Ờ cái con đây này nè. Không mình đi vô tới thịt luôn á, mới thấy cái lông nó đó. Thôi đi về mình đem đồ ăn lại. Ừ.